Xin chào tất cả mọi người. Hẳn là rất là nhiều bạn đã biết đến thương hiệu Happy Bath của Hàn Quốc đúng không ạ? Đây là một thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm sữa tắm và mình thì cũng có một chai sữa tắm hương bưởi của hãng. Tuy nhiên thì hôm nay mình muốn nói nhiều hơn về sản phẩm sữa dưỡng Body, một em sữa dưỡng chiết xuất gạo của Happy Bath. Thế nên nếu mà nghe mình review về sản phẩm xong, mọi người cảm thấy ưng ý thì có thể mua một chai về để sử dụng cho mùa đông này nhé. Và mùa này thì da chân da tay của chúng ta rất là dễ bị khô và nứt nẻ đúng không nào? Và chúng ta cần một cái sản phẩm để cấp ẩm cho da của chúng ta, tránh khỏi cái tình trạng đấy. Bây giờ thì mình sẽ nhấn ra tay để cho các bạn xem chất của sản phẩm. Chất màu trắng và khá là lỏng nha. Vì chất nó lỏng như thế này nên là chúng ta hoàn toàn có thể thoa lên da body một cách dễ dàng. Mình thì mình thường chỉ sử dụng cho phần tay và chân thôi. Về cái mùi hương của sản phẩm thì nó đã khiến mình khá là sốc. Trước khi mà mình nhận hàng á, thì mình cứ tưởng tượng là em này sẽ có một cái mùi thơm nó dịu dịu nhẹ nhẹ, mùi gạo, nhưng mà không hề nha các bạn ơi. Nó thơm mạnh, nó thơm nồng một cách khủng khiếp luôn. Nó thơm như mùi nước hoa và mình không có cảm thấy cái mùi gạo nó ở đâu hết á. Mình có sử dụng cho cả mẹ mình nữa và mẹ mình cũng bảo là mẹ không thích cái mùi hương nó quá mạnh như thế này. Để xa cũng vẫn ngửi thấy luôn và nó sẽ giữ trên da của chúng ta khoảng 20 đến 30 phút nha, chứ nó không bay đi luôn đâu ạ. Đó, sau khi mà thoa xong thì da rất là mềm và bóng. Kể ra mà nó không có một cái mùi hương nó quá khủng như thế này thì mình sẽ sử dụng em này lâu dài. Nhưng mà vì cái mùi hương này nên là mình sẽ chỉ sử dụng hết chai này thôi và không sử dụng lại nữa. Vào buổi sáng thì mình có thoa thêm một ít kem chống nắng cho da tay của mình nữa và hoàn toàn có thể yên tâm để đi ra ngoài. Đối với em sữa dưỡng body này thì còn có thêm nhiều các cái loại hương khác, hương của các loài hoa ấy. Nếu mà bạn nào mà yêu thích một cái sản phẩm sữa dưỡng body mà có cái mùi thơm mạnh, giữ hương thơm lâu thì có thể sử dụng em này nhé. Tạm biệt các bạn.